Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị cách vệ sinh màu xả nha. Nhiều khi khi mình nhấn nó bị nghẹt, nó không nảy lên được, đâm nhấn nước nó chỉ ở dưới cầu tại vô nhánh này nè ha. Khi mình nhảy lên là bình thường. Cái này là do gia đình xài lâu hoặc có nước dơ nó bám vào trong cái bộ xả, trong cái nghẹt, thì khi mình vệ sinh nó thì nó nhảy, cái loại xô nhảy lên nó ok hơn ha. Rồi khi mình tháo thì mình vặn như nè chiều bên này chiều bên kia, mình sao nó vừa vặn vừa đẩy lên. Thì đây trong này thì đây là những bộ xả khác nhau nhưng nó cùng một cái quy trình ha. Thì nhìn ở trong thấy cái loại xô đẩy lên không ạ? Đó, thấy không, thấy ở trong không, một trong này nè, là những cái kẽ ở trong này nè. Đó có cái bộ xả ở trong nè, anh chị thấy không? Đó nó nhảy lên này, thấy không? Đang cắm cái cần này nhưng mình không thấy thôi. Thì mình dùng cái R7 á, mình xịt vào trong nó cho em, xịt vào trong này cho em, ở trên này vậy. Nói chung mình xịt ở trong khu vực bên trong để cho cái lò xo này nè, thấy không? Thấy cái lò xo ở trong không? Đó, thấy ở trong không? Đó ở trong này nè. Thấy cái nút đen nó nhảy xuống không đó, thì những cái lò xo này nó đúng khớp hơn, nó sạch hơn, thì khi mình nhấn nó nhảy hơn, lò xo sẽ nhấn nhảy lên và nó đẩy cái nút xả lên và nó không bị dỉ nước nữa. Đó vậy thôi, mình xịt sạch ở trong này, vệ sinh sạch xong, xịt nước sạch xong rồi mình lấy cái R7 mình xịt vào trong đó thì nó sẽ sạch ha. Lúc có nhấn cái lò xo đấy nó sẽ ở trong này cũng vậy, thấy không, anh chị thấy cái lò xo không đó, thì nó sẽ tiện hơn cho anh chị và nó sẽ nhảy lên nó tốt hơn, nó không bị nghẹt nữa ha. Đó, còn khi mình lắp vô thì mình để này thả xuống này nè, cho vô cái ngàm ở trong á, cứ để cho nó vô ngàm sau mình vặn bên trái bên phải gì đó, miễn sao xoay cho đúng chiều, khi nó ăn khớp ngàm cái vặn đúng chiều nó, và để cho nó ngay cái vị trí ở bên này là hai nút nhấn đây để khi mình bỏ vô thì nó khớp ha. Đó, khớp là xong thôi, khi mình nhấn nó không bị nghẹt nữa, ha.